Tiêu điểm tuần, nhóm OPEC Cộng đã đồng ý gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng đến cuối tháng 7. Giá dầu thô thế giới dự báo sẽ tiếp tục tăng và ở trên mức 40 đô la Mỹ một thùng trong thời gian tới. Giá nông sản tăng mạnh trong tuần trước nhờ các hợp đồng bán hàng lớn của Bộ Nông nghiệp Mỹ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thị trường hàng hóa thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2020 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Kính thưa quý vị, thông tin được toàn thị trường chờ đợi nhất trong tuần trước cuối cùng cũng đã có kết quả. Vào ngày 6 tháng 6 năm 2020, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và nhóm đồng minh do Nga dẫn đầu, hay còn gọi là nhóm OPEC Cộng, đã đồng ý sẽ duy trì mức cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng một ngày đến hết tháng 7. Trước đó, do giá dầu sụt giảm mạnh, nhóm OPEC Cộng đã thỏa thuận sẽ cắt giảm 9,7 triệu thùng dầu trong tháng 5 và tháng 6. Sau đó, mức cắt giảm sẽ chỉ còn 7,7 triệu thùng trong giai đoạn từ tháng 7 đến hết năm 2020. Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2020, khi thỏa thuận cắt giảm sản lượng có hiệu lực và các nước trong nhóm OPEC Cộng hầu như đều tuân thủ việc giảm 10% tổng sản lượng toàn thế giới, giá dầu thô đã tăng gấp đôi trong vòng hơn một tháng qua. Trong tuần trước, giá dầu WTI tăng 11% lên mức 39,55 đô la Mỹ một thùng và dầu Brent tăng lên 19% lên mức 42,30 đô la Mỹ một thùng. Mặc dù đang có xu hướng hồi phục khá tốt và đang ở mức cao nhất trong 3 tháng, nhưng giá dầu thô thế giới hiện vẫn còn đang thấp hơn khoảng 30% so với mức giá hồi cuối năm 2019. Sau cuộc họp của nhóm OPEC Cộng, rất nhiều chuyên gia uy tín đã có dự đoán giá dầu sẽ có thể tiếp tục tăng trong tuần này và giá dầu WTI và Brent sẽ cùng duy trì ở trên mức 40 đô la Mỹ một thùng trong thời gian tới. Với việc các quốc gia đang tiếp tục nới lỏng lệnh phong tỏa sau đại dịch COVID-19 và nhu cầu đi lại của người dân đã dần quay trở về mức bình thường, Rystad Energy dự đoán nhu cầu dầu thô sẽ vượt nguồn cung trong tháng 7. Tuy nhiên, OPEC hiện vẫn chưa giải phóng hết trữ lượng 1 tỷ thùng dầu đã tích lũy từ cuối tháng 3. Việc giảm sản lượng của nhóm OPEC Cộng chỉ giúp mức tồn kho này giảm khoảng 3-4 triệu thùng một ngày trong giai đoạn tháng 7 và tháng 8. Trữ lượng giảm càng nhanh thì giá dầu sẽ tăng càng cao. Về nhu cầu, theo dữ liệu xuất khẩu dầu của 6 quốc gia vùng vịnh, trong tháng 5, cứ 3 thùng dầu thô xuất khẩu thì có 1 thùng được bán cho Trung Quốc. Trong bối cảnh tiêu thụ dầu tại Mỹ và châu Âu đang giảm mạnh và chưa hồi phục trở lại, Trung Quốc đang trở thành đối tác lớn nhất của khu vực Trung Đông. Theo các chuyên gia, Trung Quốc đang tích cực mua dầu, một phần là để phục vụ cho nhu cầu đi lại sau khi nước này đã kiểm soát được đại dịch COVID-19. Nhưng nguyên nhân lớn hơn là do giá dầu thấp nên Trung Quốc muốn tăng cường kho dự trữ dầu thô chiến lược của mình. Hồi giữa tháng 3, khi giá dầu bắt đầu giảm, Trung Quốc đã cử 84 tàu chở dầu tới Ả Rập Xê Út và mỗi tàu này có thể mang về 2 triệu thùng dầu thô. Chuyển sang các thông tin về các loại hàng hóa khác đang được giao dịch trên phần mềm Vision Commodity của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Kính thưa quý vị, trên sàn CBOT, ngoài trừ lúa mì đóng cửa giảm nhẹ, các mặt hàng khác như đậu tương, khô đậu tương, dầu đậu tương và ngô đều tăng điểm trong tuần trước. Mặc dù tờ South Morning China Post cho biết chính phủ Trung Quốc đã cấm các tập đoàn nhà nước là COFCO và Sinograin mua nông sản của Mỹ, nhưng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA liên tục công bố các hợp đồng bán hàng lớn được cho là của Trung Quốc. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến thị trường nông sản tăng điểm trong tuần qua. Còn đối với thị trường kim loại, giá bạc và bạch kim giảm hơn 5% khi giá vàng thế giới có tuần giảm mạnh nhất từ đầu tháng 3. Ngược lại, giá đồng đóng cửa với mức tăng hơn 5%. Trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, giá cà phê Robusta tăng hơn 5% và giá cà phê Arabica tăng gần 3% trong tuần trước. Việc giá cà phê thế giới tăng đã hỗ trợ giá cà phê trong nước tăng mạnh từ 1.000 đến 1.500 đồng 1 kg so với tuần trước. Giá tăng sẽ giúp nông dân Tây Nguyên giảm bớt lo ngại vì sản lượng cà phê có thể sẽ bị giảm trong năm 2020 này. Thông tin trên đã khép lại bản tin thị trường hàng hóa ngày hôm nay của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.